Hello, xin chào các bác nha. Lâu lắm rồi em mới quay lại video mới. Hôm nay em sẽ lên cho các bác 12 chiếc bình luôn. Từ cao đến thấp, giá trị từ cao đến thấp. Các bác vừa cắm hoa vừa sưu tầm đều được các bác nha. Trước mắt các bác là một chiếc bình men màu xanh rất là đẹp, vẽ chim hoa. Một chiếc bình màu xanh rất đẹp, nó có một cái chân đế ở dưới đây các bác này. Đấy, cái này riêng cái này là có một cái đế nhá, để chiếc bình này lên. Các bác cắm hoa lên đây, hoặc các bác làm gì thì hoặc các bác trưng bày không đẹp, rất là đẹp luôn. Cái men xanh này, cái men xanh này, men xanh kiểu như màu xanh nói như nào rất là khó tả. Các bác nhìn thực tế cái màu men xanh này rất là đẹp luôn, rất là ít gặp, mặc dù nó vẽ lửa mặt thôi nhưng mà cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây vẽ những chú chim đẹp như này cơ mà. Đấy, chim này, chim hoa này, tất cả những này nó vẽ nổi cộm các bác nhé. Con chim này vẽ nổi cộm hết lên. Đấy, những cái hoa này, dưới đây là hoa mẫu đơn này, trên cành này là cành đào này, đấy, cành mai này, trên cổ này vẽ gấm này các bạn này, trên cổ này là in gấm ở đây luôn này, xung quanh là gấm này, miệng vàng này. Chiếc bình này đẹp lắm, chiếc bình này các bác để cắm hoa rất là đẹp. Đây các bác này, chuyện ký Kutali này, chuyện ký Kutali chuẩn Nhật luôn này, hàng đẹp, men rất là đẹp luôn này. Nó lại có một cái đế này để đặt cái bình lên, rất là sang trọng, đẹp cực kỳ luôn. Đây em đo kích thước rồi các bác nhá. Đây cho xem kích thước, đây kích thước là cao 24, cao 24 là cả chân đế các bác nhá, miệng 12, bụng 61. Đấy, mã là gì đây, mã là 7A các bác nhé. Mã 7A giá 2,1 triệu chiếc bình này. Rất là rẻ luôn, 2,1 triệu chiếc bình này, có cả chân đế, bao gồm cả chân đế các bác nhé. Rất là đẹp luôn, 2,1 triệu thôi, rẻ. Đây là một chiếc nha các bác nhé. Chiếc này các bác để cắm hoa là rất là đẹp đấy. Chiếc thứ hai các bác cũng để cắm hoa luôn. Chiếc này thì sứ trắng muốt, bông hoa màu hồng rất là đẹp, sứ trắng mịn mịn màng luôn, sứ trắng kinh khủng luôn, có một bông hoa màu hồng rất là đẹp luôn. Trên kia miệng viền vàng, dáng cũng rất là lạ nhé. Đấy. Đấy, bên này cũng mặt bên này cũng một bông hoa vẽ màu hồng đẹp cực kỳ luôn, sứ là trắng muốt rất là đanh. Hàng lô tô đây, hàng này là của đây có chuyện ký các bác này, hàng Nitorozan Japan luôn, có chữ Japan luôn. Cao 26, miệng 11, bụng 76. Cao 26 nhá, miệng 11, bụng 76. Mã E4 giá có 1,5 triệu thôi các bạn. Rẻ lắm. Giá đây em đã bao ship bao bảy vỡ rồi. Rẻ cực kỳ để cắm hoa nhá. Các bạn dùng cắm hoa. Cắm hoa rất là đẹp. Đấy, là một chiếc nữa. Mày em lên một chiếc bình nữa đây. Chiếc bình này cũng là chim. Chim đào, một con chim. Một con chim này. Dưới này là bụi hoa thực dược à. Đấy, hoa thực dược, hoa mẫu đơn này, đây có một chú chim này. Đậu trên cành đào nhá. Cả trúc nữa này, trúc đào mai các kiểu luôn. Nói chung là một cái phong cảnh kiểu mùa xuân nhá. Đây chim đây các bác này. Và những cận cảnh rất là đẹp nha. Đấy, những bông hoa này biểu tượng mùa xuân luôn nhá. Đào và trúc này rất là đẹp. Chiếc bình này vẽ lửa mặt thôi, không vẽ phun bình, vẽ lửa mặt thôi, rất là đẹp. Thỉnh thoảng điểm ít vàng đây, miệng thì vàng đây rồi, miệng vàng đây rồi. Chuyện ký đây các bác nhá, chuyện ký Kutali đây nhá. Đấy, kích thước em đo đây rồi, kích thước đây rồi, cao 27, miệng 12, bụng 78. Mã là 5A, giá 2,1 triệu chiếc bình này thôi. 2,1 triệu chiếc bình này là bao ship bao bảy vỡ các bác rồi, rất là to. To đẹp các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, 2,1 triệu chiếc bình đó. Đây một chiếc bình là biểu tượng núi Phú Sĩ đây các bác này. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, một chiếc bình hình tròn
hình tròn như quả bóng luôn, miệng nó cũng vuốt lên đây thành ấy luôn. Đây nó vẽ những hình tượng núi Phú Sĩ mà mò xa xa rất là ảo, rất đẹp luôn. Đây quay lên cho các bác xem nhé. Đây đẹp chưa, trên là vàng nhá, miệng nó rất là đơn giản này thôi, miệng tròn không có cổ. Đấy, như quả bóng núi Phú Sĩ đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, một hình tượng núi rất là mờ ảo, từ đậm đậm nhạt nhạt chuyển sang nhau nhé, rất đẹp luôn. Đây em cho các bác xem chuyện ký nhá, chuyện ký và kích thước chuyện ký đó, hàng Cutali xịn sò luôn, hàng Cutali xịn sò luôn. Đấy, cốt rất là lặng và trắng, cao 25 miệng 10, bụng 75, mã A1, giá 1,5 triệu thôi nhá, giá có 1,5 triệu trung bình này thôi. Mã A1 lụt Phú Sĩ, các bác về cắm hoa đẹp tuyệt vời luôn, trung bình này cắm hoa đẹp lắm. Đây một chiếc bình men lam phủ vàng, một chiếc bình men lam phủ vàng vẽ tích tùng chùa. Đấy, có hai mấy ông người đây, mấy ông người đang ngồi chơi rồi đi ra đi vào này, rất đẹp luôn, xa xa đoàn thuyền. Ok, rất là đẹp đấy các bạn, chiếc bình này đẹp đấy, cổ vuốt lên rất là đẹp nhá, men lam pha vàng mà bình rất là lạ, men lam pha vàng. Đây tích của nó đây các bạn nhìn này, thuyền này, nhà cửa này. Đấy, mây núi này, rất đẹp luôn. Riêng cái bình men nam pha vàng Nhật nó có cái đặc trưng men nam pha vàng rất là đẹp. Đấy các bạn, chiếc bình này là cũng tương đối cổ ấy nhá, rất là cũ luôn đấy. Vẽ men nam rất là đẹp, nó lại còn phủ vàng vào đây, rất là tuyệt vời luôn. Các bác nào thích thì sưu tầm chiếc bình này là đẹp đấy, chiếc bình này rất là đẹp luôn đi. Đấy, cổ trên này là có màu viền lâu rồi, trên này vẽ hoa dây, cổ dáng cũng đẹp. Đây em quay này cho các bác nhìn dáng. Đấy, đây cổ đây, dáng rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc bình này dáng cũng rất là đẹp luôn. Đem đo kích thước ở đây này, cao 27 miệng 12, bụng 76, mã 3A, giá 3,5 triệu chiếc bình này các bác nhé. Để em quay cho các bác xem chôn đế của nó nhé, chôn đế luôn, chôn đế đây các bác này, chôn đế đây, chôn đế là chuyện này là chuyện cũ rồi nhá. Một cái nữa là chuyện chìm luôn đây này, các bác nhìn rõ đây có một cái chuyện chìm này, đây chuyện nổi còn đây chuyện chìm đây nhá các bác nhé. Hàng chuẩn đấy, hàng rất là đẹp, xưa cũ, cốt rất là dày lặng, chuẩn luôn, 3,5 triệu các bác nhé. 3,5 triệu mã 3A. Ok, đây đưa lên cho các bác một chiếc bình, đây là Tam Hiền Hội các bạn, Trúc Lâm Tam Hiền Hội, có ba ông cụ đang bình thơ trong vườn trúc thì người ta gọi là Trúc Lâm Tam Hiền Hội. Đấy, vườn trúc này có bông hoa này, có những núi đá cái thứ này. Đây mấy ông cụ ấy đang nói chuyện bình thơ với nhau rồi. Đấy, bình thơ trong vườn trúc, ba ông nhé, ba ông gọi là Tam Hiền Hội. Màu rất là đẹp, màu vẽ vàng rất là nhiều luôn, những cái này đèn soi vào ống ánh luôn. Đấy, trước này thì không làm full bình, chỉ vẽ một mặt đấy thôi, nhưng mà cũng rất là đẹp. Cổ trên đây, cổ trên này, cổ trên của nó thì lại vẽ full hết này, đầy đủ hết này. Đấy, ở dưới đây chuyện ký Cutali nhá các bác nhá, cốt rất là đẹp luôn. Đấy, Trúc Lâm Tam Hiền Hội vẽ rất là xịn sò. Đây em đo kích thước rồi các bác nhá, cao 24, cao 24 đây, cao 24, miệng 15, bụng 78, mã 2A, giá 3,1 triệu, 3,1 triệu cho chiếc bình này các bác nhá, rất là đẹp đấy. Trúc Lâm Tam Hiền Hội các bác, nó chỉ một mặt thôi, còn hai mặt thì giá nó sẽ khác rất nhiều ạ. Một mặt nó giá như thế là rất hợp lý rồi các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy,
3 triệu mốt thôi. Bao ship bao 7 vỡ toàn quốc các bác nhá. Ok, một chiếc bình này. Đây một chiếc bình nữa nha. Đây một chiếc bình. Một chiếc bình hình trụ miệng hút lộc cũng rất là đẹp luôn. Chiếc bình hình trụ miệng hút lộc. Đây có hai ông này chơi cờ này. Hai ông chơi cờ, còn tích bên này thì là cảnh tùng chùa này. Đấy. Tích bên này thì chim hoa này. Nó có 4 cái tích xung quanh thôi nhá. Chim hoa này. À có 3 thôi. 1, 2, 3. 3 tích chứ không phải là 4 mặt. Đấy ok các bác nhé. Còn tất cả những cái này vẽ hoa dây rất là đẹp. Miệng hút lộc luôn các bạn. Miệng hút lộc luôn. Bình này tuyệt vời lắm. Quay gần cho các bạn xem này. Trên này miệng hút lộc à. Rất là đẹp luôn. Đấy, những cái này vẽ này. Màu men xanh rất là đẹp. Đấy, còn đây là nhà cửa đây. Đồi núi đây các bác nhé. Đấy, đồi núi nhà cửa rất là đẹp. Đấy, đây là cảnh chim hoa nhé. Cảnh chim hoa cũng rất là đẹp luôn. Các bác thỉnh thoảng ngắm ấy thì phải cầm chiếc bình lên, mình ngắm kỹ từng chi tiết người ta vẽ ấy, mình mới thấy được cái đẹp. Nhìn tổng thể là một phần thôi, nhưng mà mình phải nhìn chi tiết nữa. Đấy, những cái chỗ như này người ta vẽ như nào đấy, đúng không? Mình phải tìm hiểu vẽ tại sao nó vẽ được men xanh, men xanh xanh nó nổi hết lên như này. Đấy, mình tìm hiểu chơi gốm thôi. Tìm hiểu những cái kỹ thuật người ta, mình mới thích được. Đấy, cổ bình này, cổ bình miệng hút lộc này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Bây giờ em cho các bác xem chôn đế nhá. Đây chuyện nó đây qua. Chuyện Kutali nhá. Đo kích thước là cao 22 này. Miệng 6 này, miệng có 6 nhá, miệng lộc luôn, hút lộc mà nó làm miệng 6. Đa số em đo các miệng hút lộc toàn bằng 6 á. Toàn số 6 á. Bụng 60. Mã A3. Giá 6 triệu rưỡi cho chiếc bình này các bác nhá. Rất đẹp. Một chiếc bình đáng để sưu tầm luôn. Quá xịn. Các bạn ạ, đẹp lắm. Hàng cực chất. Ok các bạn nhá, 6 triệu rưỡi. Đây mình làm lên một chiếc bình này. Chiếc bình này cũng để cắm hoa thôi, cắm hoa chơi chơi thôi. Chiếc bình này cũng to lắm, to nặng. Đấy, mà màu của nó là nó màu hồng hồng, xanh xanh. Men cốt là men trắng. Rất là đẹp, cũng hàng cô gian các bạn. Mới tinh luôn, vẫn còn tem mác đầy đủ đây các bạn. Tem mác đầy đủ đây, hàng cô gian. Đấy, các bạn này, này men cốt là men trắng. Xong vẽ những cái lá như lá chuối là rất là đẹp luôn. Vừa xanh vừa hồng. Chiếc bình này to các bác để bàn, các bác cắm hoa thì tuyệt vời đấy. Xuất sắc cho chiếc bình này luôn. Nếu các bác mua về cắm hoa. Mà chiếc bình này giá giật mình rất là rẻ luôn đúng không ạ? Để em lên giá các bác luôn rồi em quay một lượt cho các bác xem đã. Chiếc bình này các bác để chơi thôi, để cắm hoa ấy. Để cắm hoa các bác nghĩ vào việc gì là nó đẹp, hình hình kiểu như hình bầu dục. Rất là đẹp nha các bác nhá. Đây các bác nhìn chữ ký này. Đấy, chữ ký của hàng cô gian ở đây nhá. Cao 27 các bạn, miệng 13, bụng 93 nhá. Bụng cực to đấy các bạn, bụng 93 thì các biết rồi. Mã A5 giá có 1 triệu 2 rồi các bạn. 1 triệu 2 cho bình này thôi. Mã A5. Đấy. Các bạn nào cần sưu tầm cho bình này để cắm những bông hoa màu mà là màu thẫm ấy, bông hoa nào mà màu đỏ thẫm hoặc là màu xanh thì rất là đẹp luôn, vì cái bình là màu sáng mà. Các bạn cắm màu bông hoa màu thẫm rất là đẹp. Có 1 triệu 2 cho chiếc bình này, rẻ đấy, vừa to mà lại rẻ. Đây các bác ơi. Đây em có một cái chiếc pháp lam. Một chiếc bình đồng. Rất là đẹp. Màu xanh, hoa văn họa tiết cực kỳ cổ điển luôn. Đấy các bạn, nhìn hàng của hai quai này.
miệng dáng đẹp, các bác cắm hoa cắm hoặc làm gì cũng được, bày không cũng được, cắm hoa khô cũng được, rất nhiều thứ. Nhìn cái màu này rất là cổ điển luôn các bác nhá, xanh nhưng mà vảy đồng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, rất là tuyệt vời đấy. Chiếc bình khá đẹp, chiếc bình pháp lam rất là đẹp. Các bác nhìn những họa tiết này, họa tiết rất đẹp nhá, nhìn rất là cổ kính. Đấy, rất là cổ điển luôn, chiên lệ này rất là cổ điển, rất đẹp luôn. Đấy, em đo kích thước ở đây, chuyện ký đầy đủ đấy các bạn này. Cao 24, miệng 10, bụng 46, mã X7 giá 2,1 triệu các bạn nhé. Mã X7 giá 2,1 triệu chiếc bình này, chiếc bình pháp lam rất là đẹp. Ok các bạn nhá, 2,1 triệu. Bây giờ em lên một chiếc bình này, chiếc bình men tiêu này cực chất luôn, quá chất thì đấy các bạn, chiếc bình men tiêu quá chất luôn. Men tiêu là nó men trắng nhưng mà lại chấm chấm chấm, không hiểu sao lại chấm 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 chấm, có những cái men như hạt tiêu rồi. Mà chiếc bình nó làm lồi lồi lõm lõm nhá, nó không phẳng, nó không mượt đâu mà nó lại lồi lõm, mới gọi là khiếp. Thế mới gọi là siêu ở cái chỗ đấy, kỹ thuật của nó cực kỳ lạ mắt luôn. Các bác chơi nhiều gốm chắc thì cái loại men tiêu này các bác ít gặp lắm. Đấy, đây là vẽ những con lân này. Lân là biểu tượng cho hoàng tử, con của vua. Đấy, đôi lân này đang vờn mây. Lân rất là đẹp, đặc biệt nó có hai quai nữa các bạn này. Hai cái quai này nữa này, trên vẽ những hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Hàng vẽ tay nổi cộm rất là đẹp luôn. Để em quay gần cho nó xem. Đấy, hàng vẽ tay nổi cộm những chi tiết này lên. Đấy, hai cái tay này rất là đẹp luôn nhá. Đây chú lân này, lân vẽ rất là thần thái đẹp. Đây các bác nhìn này, nó lồi lõm này, nó lồi lõm này. Đấy, nó gọi là đặc biệt ở chỗ đấy. Mình chơi gốm nó nhiều cái, nhiều loại đa dạng hay lắm, mình khám phá ra mình mới thích. Đấy, đây men là men tiêu rồi, men tiêu này. Đấy, nó cứ thỉnh thoảng nó vẩy vẩy như hạt tiêu đây, chấm chấm đen này, rất đẹp luôn nhá. Chiếc bình này các bác bày ở nhà ấy, nó cổ lắm, nhìn nó rất là cổ điển. Em đo kích thước này, cao 30 này, miệng 12, bụng 80 này, mã 8A này, giá 8,5 triệu chiếc bình này các bác nhé. Bụng 80 là các bác ạ, rất to đấy, không phải đùa đâu. Miệng 12, cao 30, bình men tiêu phải gọi là kinh điển, rất là đẹp nhá các bác nhá, đáng sưu tầm, rất đẹp luôn. 8,5 triệu thôi. Đây em quay cho các bác một chiếc bình nhé. Một chiếc bình cũng là tam hiền hộ, nhưng chiếc bình này giá khác các bạn. Chiếc bình này cũng là trúc lâm tam hiền hội đấy, nhưng mà giá khác. Đấy, em phải quay như này để mới có tổng thể cho các bác xem nhé. Đấy, trúc lâm tam hiền hội dáng rất là đẹp. Đây vẽ các ông đẹp không các bác này. Đấy, vẽ các ông đẹp không, vẽ cây trúc này, màu mè rất là sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Áo gấm vàng xanh này, tím này, các kiểu. Đấy, quay đây, chân bình này. Đấy, đây này. Vẽ các ông rất là chi tiết và rất là đẹp nhá, thần thái. Đây, miệng bình này, chiếc bình tương đối là sạch sẽ và mới, quá đẹp luôn. Dáng bình cũng không phải chê được đâu, dáng lộc bình. Đấy, dáng lục bình, quá đẹp luôn tác phẩm này các bác nhá. Đây em cho các bác xem triển đế nhá.
Chuyện đế đây, chuyện cơ ta ly nhá, chuyện sò đây. Em đo kích thước là cao, con này rất là cao nhá, cao 42, miệng 15, bụng 62. Mã là C1 nhá, giá 5 triệu rưỡi các bác nhá. Giá 5 triệu rưỡi một tác phẩm cao tận 42 luôn. Rất là đẹp luôn chứ không phải là chuyện vừa. Ok các bác, giá 5 triệu rưỡi chiếc bình này, rất là đẹp. Đấy, con em lên chiếc bình cuối cùng luôn. Chiếc bình đặc biệt của em này. Chiếc bình này quá là dân chơi, đáng sưu tầm luôn, chiếc bình này luôn. Đấy, em quay như này cho các bác xem tổng thể nhé. Chắc là nó cũng hơi bị ấy. Đây, em cầm đang qua. Này các bác nhá, một chiếc bình dáng hút lọc. Cái thân bình này nó vuông nhá, không phải là tròn đâu. Đấy, các bác nhìn này, đây có cạnh này. Cạnh này đấy. Bên này vẽ những bông hoa tử đằng và những ngôi nhà rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, vẽ nhà cửa hoa hoa đẹp. Hàng này bao cổ luôn. Đây các làng gây xa của Nhật đi chơi xuân đây. Quá tuyệt vời luôn, gái Nhật. Ôi giời ơi, vẽ kinh điển. Vẽ những bông hoa xuất sắc như này. Đấy các bạn, đẹp chưa, miệng này, miệng hút lộc đẹp tuyệt vời, trên cổ miệng cũng rất là đẹp, vẽ phun mình luôn. Đấy, bên này cũng là hoa tử đằng và ngôi chùa nhé, rất là đẹp luôn. Đây là làng mà các làng gây xa của Nhật đi du xuân, quá đẹp, tôi không nói nữa. Tuyệt vời luôn, chiếc bình này quá là đáng sưu tầm. Đo kích thước này, cao 40, miệng 6 nhé, đấy chưa, miệng út lọc toàn vào số 6 á, bụng 69 các bác ạ. Mã 6A giá 16 triệu chiếc bình này nhé. Các bạn nào thích sưu tầm chiếc bình gái Nhật này, các làng gây xa của Nhật này thì alo cho em nhá. Quá đẹp đấy, xuất sắc luôn đấy. Với chiếc bình này cũng là chiếc bình cuối cùng em like rồi. Ôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác vào video tiếp theo nhá. Các bác mua ủng hộ giúp em. Em cảm ơn các bác. Thank you các bác rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Các bác nhớ like và đăng ký kênh cho em nhá, để cho được biết nhiều những sản phẩm mới đến với mình. Ôi, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo.